Em nợ anh trọn 200k mà em trả. Con người em từ bé vốn dĩ rất thật thà. Còn không em xin má hai con gà mang qua anh nấu cháo. Cả tiền lời tiền lãi tất cả 500 mà. Đừng để đêm 30 tôi phải đến tận nhà. Nói tóm lại đúng giờ tí đêm mai chớ quên sang tiền. Mình đã quen biết mấy năm, không lẽ chỉ vì 200 mà chàng nghĩ em phải biệt tâm, rồi chàng lại nỡ hăm dọa em. Tiền điện tiền nước ai sẽ lo cho tôi? Tiền đám cưới tiền đầy tháng, đám ma đám hỏi. Thu xếp mau trả tôi, đừng để hai chúng ta sẽ phải mất vui. Vậy cho em hai hôm nữa, cô đừng mang văn ra đây nữa. Em xin thề xin hứa, hai hôm nữa thôi. Chỉ hai hôm em xin anh đây. Thôi tôi van xin cô đây, bớt cho 10.000 là 490. Bớt 100 nữa nhé, 390.000. Em để lại một ít, em bắt taxi về. Từ nhà em sang chỗ anh trả tiền, xa xôi anh có biết. Chốt hạ lại một câu 395.000. Cô đừng mặc cả nữa, tôi cũng đang hết tiền. Em xin anh đấy. Nói tóm lại đúng giờ tí đêm mai chớ quên sang tiền. Kèo vãi.